Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi gầm cao quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Hyundai Tucson nó có những phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu, phiên bản mà chúng tôi đang muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 2.0 máy xăng và phiên bản máy xăng bản đặc biệt quý bạn nhé. Phiên bản đặc biệt này nó khác với phiên bản tiêu chuẩn, nó là phiên bản full option rồi. Ghế điện, cốp điện, cửa sổ nóc to quý bạn nhé. Đầy đủ option hết luôn quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2018 và đăng ký tên tư nhân cuối năm 2018. Chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 645 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy xăng đặc biệt 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Tucson 2018 này quý vị bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đi từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson 2018 phiên bản máy xăng đặc biệt này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson 2018 phiên bản máy xăng bản đặc biệt này quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe sau năm sử dụng thì chiếc xe này nó đẹp như thế nào ạ? Với mỗi một năm hơn 1 vạn km thôi quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp quý bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài, nước sơn bên ngoài. Đây là cái phần nước sơn này là màu vàng cát quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn quý bạn nhá. Chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Tôi mua về là bên ngoài nó có xước sát rất là nhỏ này. Xước sát có những cái vết xước ở bên vỏ xe bên ngoài rất là nhỏ, nhưng chúng tôi cũng không sơn đâu quý bạn nhá, để nguyên ạ. Quý vị và các bạn nào mà muốn sơn xe hay là muốn làm lại chiếc xe này thì cũng rất ok thôi, không vấn đề gì cả. Tôi nghĩ thì không cần thiết, tại vì với những chiếc xe mà đã lăn bánh ở Hà Nội rồi ấy, thì là không thể tránh khỏi được những cái việc xước sát như thế này. Chiếc xe này thì chủ xe được vẫn mua bảo hiểm thân vỏ đều quý bạn nhé. Bảo hiểm thân vỏ còn dài, còn rất dài cơ quý bạn ạ. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà muốn sơn lại thì cũng ok, không vấn đề gì cả, không mất tiền sơn nữa, đã có bảo hiểm lo rồi. Đấy, nhìn về rất là đẹp luôn, nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài rất là đẹp này. Dàn lốp thì còn rất dày luôn quý bạn nhá. Đấy, dàn lốp này rất là dày luôn này. Đã có bậc cửa rồi quý bạn nhá. Chiếc xe này đã được trang bị cả bậc cửa rồi. Dàn lốp rất là dày, rất là mới này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa quý bạn nhá. Đấy, option thì rất là nhiều, cốp điện rồi. Chiếc xe này đã có cốp điện sẵn rồi quý bạn ạ. Đằng sau thì có camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, la răng đúc cũng còn rất đẹp luôn quý bạn này. La răng đúc rất đẹp này, lốp thì dày. Bậc cửa này. Đấy, dàn lốp còn rất dày, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Nhìn về đằng trước thì các bạn thấy đây ạ, phiên bản đặc biệt bao giờ nó cũng option nó nhiều hơn quý bạn ạ. Bên trên thì có cửa sổ nóc toàn cảnh nhá. Bên dưới thì có rửa đèn pha này, đèn led ban ngày này. Nhìn về cái phần ba đời sốc trước thì bạn thấy đấy ạ, xe đã được trang bị đèn pha bi xenon ông này. Mỗi bên là một đôi đèn pha bi xenon ông nhá. Và phía bên dưới thì có rửa đèn pha này, đèn led ban ngày này. Đấy,
rất là đẹp, rất là mới ạ. Và đặc biệt là chiếc xe này đèn cũng còn rất là mới, rất là bóng, chưa có bị xước sát gì cả đâu các bạn ạ. Chưa có bị xước sát, nứt vỡ, va chạm gì cả các bạn nhé. Còn nguyên bản hết đấy ạ. Phía bên dưới này, nhìn tổng thể về cái đằng trước này thì toàn bộ những cái phần mặt ca lăng này đến lưới tản nhiệt đều rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Từ những cái mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt đây này, đều mới nguyên các bạn ạ. Đấy, tôi quay sát lại cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Tôi quay thật chi tiết đấy ạ, để quý bạn thấy được là nhìn về cái phần đầu xe này nó còn rất mới, rất là đẹp các bạn ạ. Gương chiếu hậu thì là gương gập điện rồi các bạn ạ. Gương gập điện và là gương auto nhé. Bấm khóa là gương gập điện này, tự gập điện này. Và xi nhan tích hợp trên gương. Đấy, giá nóc đầy đủ rồi. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Tay nắm cũng là bằng chrome luôn các bạn nhé. Nhìn về cái phần ba đèn sốc sau thì các bạn thấy đấy ạ, cụm đèn hậu này cũng còn rất là mới, chưa có bị xước sát gì cả này. Đấy, logo cũng còn mới luôn, chưa có ố gì đâu nhá. Chữ này đều rất đẹp, rất mới các bạn nhá. Đây, cụm đèn này chưa có bị xước sát gì đâu. Nhìn về cái phần ba đèn sốc sau này các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi này, cảm biến lùi nguyên bản của xe nhá. Camera lùi cũng nguyên bản của xe nhá. Camera lùi xịn đấy ạ. Đấy, những cái phần nhựa này đều rất là mới luôn các bạn này. Đấy. Và đây là cái phần đặc biệt mà rất nhiều người quan tâm. Nhiều người cho rằng là những chiếc xe chạy máy xăng thì nó sẽ tốn nhiên liệu các bạn ạ. Thực tế ra là với công nghệ động cơ mới bây giờ mà Hyundai đã trang bị cho chiếc Tucson 2018 này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít nhưng rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Chỉ với 7,6 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong khi đô thị thì lên đến 10,58 lít nhưng ngoài đô thị chỉ 5,8 lít thôi các bạn ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Động cơ xăng và động cơ mới bây giờ nó tiết kiệm chứ không như ngày xưa đâu các bạn nhé. Quý bạn có thể yên tâm luôn về cái việc tiêu hao nhiên liệu nhé. Đấy, và đây là cái phần gầm. Đây là phần gầm của chiếc xe này. Chiếc xe này chạy Hà Nội các bạn ạ. Đấy, xe chạy Hà Nội cho nên là toàn bộ gầm cũng còn rất là mới, rất là đẹp đây các bạn này. Từ giảm sóc này, ống bô này đều rất là mới luôn các bạn này. Đấy, ống bô này mới tinh luôn các bạn nhá. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, nhưng mà nó phải mới thì dọn nó mới được sạch được, nó mới đẹp như này các bạn ạ. Nó không mới, chạy nhiều thì nó sẽ rỉ hết cả những cái ống bô các bạn ạ. Đấy, gầm cũng rất đẹp luôn này. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem nhé. Ở cái phần gầm này. Đấy, xe rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, phần gầm đằng trước này nó hơi kín. Đấy, máy móc đều mới, đều rất là đẹp luôn quý vị và bạn nhé. Đấy, về cái phần ngoại thất và cái phần gầm các thứ thì đều ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất nhé. Nội thất thì chiếc xe này tôi để một lúc là nó tự động khóa cửa đấy ạ. Bấm mở khóa này, mở cánh cửa phía trước bên lái cho quý bạn cùng xem nhé. Đây, toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ là còn nguyên bản hết này, chưa có mất một phân keo chỉ nào quý bạn nhé. Keo chỉ là nguyên bản rồi này. Đấy, tắp bi cánh cửa đây, tắp bi này rất mới luôn các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn, tắp bi rất đẹp luôn các bạn nhé. Đây, cốp điện, xe đã có cốp điện, có thể bấm ở trên đây hoặc có thể bấm ở trên khóa, hoặc tự động ra đằng sau là khóa cũng tự động 3 giây là tự động cốp mở thôi các bạn ạ. Đấy, vô lăng, cần số này, phanh tay điện tử rồi, auto hold rồi các bạn này. Đấy, ghế điện đây các bạn nhé, ghế điện đây này. Và cửa nóc này, cửa nóc thì bây giờ tôi sẽ bật điện nên tôi sẽ mở cái này ra để cho nó khoáng nha. Đấy, cửa sổ panorama đấy. Đấy, tôi mở ra cho nó sáng. Đấy, nội thất rất mới, rất là đẹp các bạn ạ. Ghế chỉnh điện rồi này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết luôn này. Đấy, rất đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau cho các bạn cùng xem nhé. Keo chỉ cánh cửa phía sau này cũng còn nguyên hết luôn các bạn này. Keo chỉ cánh cửa sau. Đấy, tắp bi cánh cửa này, tắp bi rất là mới này. Đấy, ghế này, ghế sau, hàng ghế sau rất đẹp luôn. Đấy, đằng ghế sau này cũng rất mới luôn các bạn nhé.
Đấy, trần này rất sạch sẽ đẹp đẽ luôn các bạn ạ. Với những chiếc xe này là tầm tiền tỷ rồi, mua mới là tầm tiền tỷ rồi, cho nên là chủ xe đi cũng rất là giữ gìn các bạn ạ. Đa số là những ông chủ đi những chiếc xe này là phải giữ gìn rồi. Đấy, rất là đẹp này, thảm sàn 5D này, đã có thảm sàn 5D, phía bên dưới lại còn lót sàn da nữa này. Đấy, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm luôn ạ. Đấy, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này đầy đủ này. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy, bước lên xe để xem về cái phần option bên trong nhé. Bấm điện lên đã nào. Đấy, màn hình nguyên bản của xe là Hyundai. Đấy, màn hình này, đồng hồ công tơ mét này. Đấy, vô lăng. Tôi cho nhỏ đi để cho quý bạn nghe rõ nhé, tôi giới thiệu này. Đấy, rất là đẹp luôn này. Các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình, cruise control, ga tự động này, khóa thông minh start top này. Đấy, rất nhiều option ở chiếc xe, ở cái phiên bản đặc biệt này. Rất là nhiều option rồi. Bản đồ này. Đấy, định vị các thứ đầy đủ hết luôn quý bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe quá là đẹp luôn này. Cổng giải trí USB dưới này. Cần số này. Phanh tay điện tử auto hold này, hỗ trợ đổ đèo này. Rất là nhiều option luôn quý bạn ạ. Một chiếc xe crossover. Đấy, crossover hạng B rồi quý bạn nhá. Cửa sổ toàn cảnh panorama. Cái cửa sổ toàn cảnh này có thể mở được ra quý bạn này. Đấy, rất là mới luôn quý bạn nhá. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cốp sau này thì là cốp điện rồi, chúng ta có thể bấm ở trên táp lô hoặc bấm ở trên chìa khóa này. Hoặc có thể đứng đằng sau này sát vào tầm 3 giây thôi là cái khóa này, cái tự cốp này cũng tự động mở các bạn ạ. Đấy, rất là hay này. Cốp điện. Đấy, tôi mở bằng chìa nhé, hoặc đứng gần nó tự động mở thôi. Đấy, rất đẹp đây, cốp điện này này các bạn này. Đấy, keo chỉ của cốp này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ của cốp còn nguyên này, ốc cốp sau còn nguyên hết luôn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu quý bạn nhá. Đấy, còn nguyên và còn rất là đẹp luôn này. Đây là cái phần cốp sau. Đấy, cốp sau thì các bạn thấy đây này. Chủ xe rất là cẩn thận quý bạn ạ. Chủ xe rất là cẩn thận luôn nhá. Đã lót toàn bộ 5D ở cái cốp sau này. Full 5D luôn này, cả thành luôn. Đấy, và những cái này còn nguyên này. Kéo ra kéo vào còn nguyên hết luôn này. Đấy, cái chắn đồ này còn nguyên này. Đấy, còn nguyên và đẹp luôn như này đây này. Đấy, và đã có cái lót sàn này rồi, bên dưới này lại một lớp nữa này. Đấy, phải nói là chủ xe rất là cẩn thận này. Xong đến lớp nỉ của xe này, bên dưới là lốp xe cua. Đấy, lốp xe cua đây thưa với quý bạn này. Đấy, lốp xe cua cũng còn rất mới các bạn nha. Lốp xe cua rất mới luôn này. Ở trong cái khoang này, cái kích này cũng còn mới tinh luôn. Đấy, rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ này, từ những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên luôn các bạn nhé. Keo chỉ cánh sau này, táp bi cánh cửa phía sau này, đều rất mới luôn quý bạn nhé. Đấy, quay sát lại cho quý bạn thấy xem là cái độ mới của nó này. Đến những cái bậc cửa này, quý bạn thấy chưa, đều rất là mới luôn. Lót sàn 5D đầy đủ rồi, cho nên nhìn chiếc xe bước vào, nhìn chiếc xe rất sạch sẽ, rất đẹp và rất sang luôn các bạn nhá. Đấy, cái tầm giá xe thì bây giờ đã năm nay là năm rẻ nhất rồi các bạn ạ. Hơn 600 triệu mà chúng ta đã được sở hữu một chiếc xe crossover gầm cao 5 chỗ ngồi hạng C này rồi các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía trước bên phụ đây. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên này. Táp bi thì rất là mới, rất là đẹp như này. Đấy, chiếc xe này chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ lên rồi. Nhìn rất là mới. Cơ bản là chiếc xe nó mới lên thì chúng ta dọn lên nó mới được đẹp ạ. Chứ còn nó xấu thì dọn cũng không thể đẹp được đâu. Dọn nó chỉ sạch hơn thôi các bạn ạ. Đấy,
ốc này còn nguyên hết này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra quý bạn nhé, tất cả đều rất đẹp đấy, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu, còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, toàn bộ từ táp bi này cho đến táp lô đều rất mới luôn quý bạn nhé, táp lô táp bi đều rất mới này, vô lăng đấy, quý bạn thấy vô lăng mới không, vô lăng này, cần số này đấy, đều mới hết luôn quý bạn nhé, phải nói là rất là đều xe, chiếc xe này rất là đều, đẹp đều quý bạn nhé. Đấy, ghế bên phụ cũng là ghế chỉnh điện luôn quý bạn nhé, cả ghế trước ghế sau đều là chỉnh điện hết rồi đấy, ghế điện toàn bộ của xe rồi quý bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Tucson 2018 này là một cái khối động cơ xăng DOHC các bạn nhé, động cơ này là động cơ xăng DOHC, động cơ 2.0 lít này, kết hợp với hộp số tự động các bạn nhé. Và cái điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở chiếc xe Hyundai Tucson 2018 bản đặc biệt máy xăng này, thì quý bạn thấy đây ạ, toàn bộ những ốc chân máy này, ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, còn nguyên hết này, cam kết với các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc này còn nguyên bản này, tất cả là còn nguyên bản hết nhá, không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới đây này các bạn này. Đấy, sau 5 năm sử dụng, từ 2018 đến bây giờ là 5 năm sử dụng thôi các bạn ạ, cho nên là chiếc xe này còn rất là mới, mỗi năm chạy hơn vạn đấy, cho nên rất đẹp này, toàn bộ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhá, rất mới đây, tôi quay chi tiết cho các bạn cùng xem này. Cũng khuyến khích quý vị và các bạn nào mà ở Hà Nội thì tôi mời quý bạn qua cửa hàng chúng tôi để xem luôn đấy ạ. Đấy, rất là mới đây, rất là đẹp đây. Và ốc, đây là cái ốc cabo, đây là ốc cabo các bạn nhé, ốc cabo còn nguyên này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu nhá. Đấy, keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin này, đấy, nguyên zin và rất mới các bạn nhé, 2018. Đấy, rất đẹp luôn, chưa có một con ốc nào bị tháo ra này. Cái tấm chắn nóng này cũng còn rất đẹp đây các bạn này. Đấy, tấm chắn nóng này còn rất đẹp luôn này, tấm chắn nóng của cabo còn rất đẹp luôn nhé. Đấy, phải nói là đẹp và rất đều xe đây các bạn ạ, không có bị tai nạn gì đâu, không có bị va chạm gì đâu. Đấy, cabo đây các bạn xem này, keo chỉ cabo là còn nguyên bản hết này, tem này, logo này còn nguyên này. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Tucson 2018 phiên bản máy xăng đặc biệt các bạn nhé, 2.0 máy xăng bản đặc biệt. Đấy, chiếc xe này mới lăn bánh hơn 5 vạn km thôi. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 645 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Thank you.